Và chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo, nội dung thứ 5, đó là trình bày sản phẩm và thực hành cách lắp ráp đèn pin. Bước thứ nhất, các nhóm học sinh sẽ trình bày sản phẩm ở lớp và đã trình bày. Bước thứ hai, các nhóm lần lượt báo cáo giới thiệu sản phẩm, nhóm trình bày sản phẩm và cách đặt sản phẩm, những điều chỉnh trong quá trình chế tạo sản phẩm và lý do nếu có, giải thích cách tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, nhà đầu tư, các giáo viên đang dự và học sinh kiểm chứng, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra độ chính xác của sản phẩm. Và trong thời gian này, các nhóm học sinh hoàn thành phiếu đánh giá của học sinh và tôi đã phát cho chúng ta hoàn thành phiếu đánh giá. Và trong các nhóm khác có đặt câu hỏi gì nhận xét giáo viên công bố kết quả chấm tiêu chí sản phẩm vào đánh phiếu đánh giá số 1. Kết quả đánh giá được trình chiếu trên màn hình để cả lớp được quan sát và tôi đã chiếu. Và cuối cùng là giáo viên tổng kết nhận xét về kết quả chung của nhóm và tôi đã lưu ý những hạn chế, những điểm còn bất cập trên chính xác của các nhóm, đặc biệt khi các nhóm khai thác và giải thích kiến thức nền trong khi giới thiệu sản phẩm và những ghi chép trong khi học tập. Sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn tái chế, 2 có khả năng đo đạc chính xác, 3 sản phẩm thiết kế đẹp gọn, 4 sử dụng lâu dài, 5 chi phí sản xuất hợp lý. Xin thưa thầy là thiết kế đèn pin thì có 7 bước. Bước 1 là dán dây điện vào cực âm của cực pin, dán kín và chặt đảm bảo không bị lệch làm bóng đèn bị chập chờn. Có thể sử dụng giấy bạc thay thế cho dây điện, tuy nhiên hiệu quả không cao và khó khăn khi thao tác. Bước 2, dán kín đầu dưới của ống nhựa đảm bảo pin không rơi ra ngoài. Có thể sử dụng băng keo cách điện màu đen để đảm bảo hơn. Bước 3, dán pin đã dán một đầu dây điện vào bên dưới của ống nhựa sao cho cục đầu dây điện chạm vào mặt băng keo, phần còn lại kéo ra ngoài nếu dây không đủ để chạm nét pin thì nên cắt ở nhựa sao cho phù hợp. Bước 4 là lắp cục pin với cực âm hướng xuống. Lúc này cực âm cục pin thứ nhất sẽ chạm cực dương cục pin thứ hai, làm cho dòng điện chạy từ dưới lên trên và giúp bóng đèn sáng. Bước 5 gắn bóng đèn ở cục pin thứ hai và đảm bảo có thể thấy nửa dưới bóng đèn. Bước 6 là kéo đầu dây điện gắn vào phần bạc của bóng đèn, bóng sáng, nghĩa là đã thành công. Và ngược lại thì thử kiểm tra các bước ở phía trên đã thực hiện. Bước 7 đã hoàn thành làm đèn pin. Được, xin cảm ơn. Thế này chúng ta đã trình bày hai phương án, đó là thứ nhất là tiêu chí đánh giá sản phẩm và thứ hai là phương án thiết kế đèn pin có 7 bước, đúng không? Được, xin cảm ơn. Được rồi, xin mời tiếp nhóm 2. Thưa thầy, nhóm em xin trình bày sản phẩm và thực hành cách lắp mạch đèn pin. Về phần chuẩn bị là đèn pin siêu sáng sẽ cần chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết như sau: một là ống nhựa phi 27, hai là một pin thô 3,7V, bốn là băng keo và keo dán, bốn là một đoạn dây điện dài khoảng 15,5, năm là bóng đèn 3V. Các bước thực hiện: một là cực dương của pin để mắc với cực dương, để mắc với một cực của công tắc. Sẽ nối trực tiếp với cực âm của bóng đèn. Rồi sau đó loa được gắn với bóng đèn, rồi sau đó gắn toàn bộ các bộ phận trên vào trong ống nhựa, chỉnh công tắc lên một lỗ nhỏ của ống nhựa để bật tắt bóng đèn. Rồi
Sau khi đã chỉnh công tắc lên một lỗ nhỏ của ống nhựa, bật tóc, bóng đèn và sau đó cố định loa với bóng đèn. Còn đầu còn lại thì chúng ta sẽ lấy tay pin lại để cho pin khỏi rơi ra ngoài. Và đây là thành quả của nhóm em. Em mong các thầy cô và các bạn sẽ bổ sung thêm cho nhóm em để nhóm em hoàn thiện được tốt hơn. Thưa thầy, sau đây nhóm em xin trình bày sản phẩm và thực hành cách lắp mạch đèn pin để lắp làm một cái đèn pin siêu sáng bằng ống nhựa thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số dụng cụ như sau: ống nhựa phi 27,20 cm, hai pin khô 3,7 V, băng keo và keo dán, và một đoạn dây dài khoảng 15,5 cm và bóng đèn 3 V. Về các bước thực hiện, bước 1, cực dương của pin móc với một cực của công tắc. Sau đó, cực còn lại của công tắc sẽ móc với một cực dương của bóng đèn. Còn cực âm của pin thì nối trực tiếp với cực âm của bóng đèn. Sau khi đã cố định các đầu lại thì loa sẽ được gắn với bóng đèn. Sau đó gắn toàn bộ các bộ phận trên vào trong ống nhựa phi 27. Tiếp theo là chỉnh công tắc lên sau đó cố định loa vào đầu trên của đầu còn lại bị kín để pin khỏi rơi ra ngoài. Sau đây là thành phẩm của nhóm em đã hoàn thiện. Kính mong các thầy cô và các bạn sẽ góp ý để sản phẩm của nhóm em thêm được hoàn thiện hơn. Như vậy, các nhóm đã trình bày xong cái sản phẩm của mình. Và tôi thấy này, chúng ta đã có sự chuẩn bị và chúng ta đã làm được những sản phẩm tuy chưa được hoàn bắt lắm. Nhưng mà mong ta sẽ cố gắng, sau chúng ta sẽ hoàn thiện nó tốt hơn. Về những hạn chế của chúng ta thì còn một số chỗ thiết bị chúng ta còn làm nó chưa được đẹp này. Mình thẩm mỹ ngay một này làm nó thiết kế nó đẹp hơn, sáng tạo hơn nữa. Tuy nhiên chúng ta đã cố gắng rồi. Như vậy, với chiếc đèn pin tự chế các em có thể về nhà tận dụng các vật liệu có sẵn. Chế tạo những đèn pin có kích thước khác nhau của đời sống hàng ngày. Ngoài cái đèn pin, các em có thể chế tạo thêm các vật dụng khác từ vật liệu tái chế, vừa tiết kiệm vừa góp phần bảo vệ môi trường. Đây là cái về thiết kế đèn pin sáng tạo của môn quản lý lớp 9. Chúng ta vận dụng 2-3 bài tổng tiếp và bài song song để chế tạo những đèn pin rất đơn giản, tự sáng tạo và có thể tận dụng được những cái sản phẩm từ tái chế, đầu nhựa. Bóng đèn, các đèn đèn hỏng ấy, chúng ta về chúng ta có thể chế tạo những cái đèn nó hiệu quả hơn nữa, nó đẹp hơn nữa. Thế là chúng ta đây kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các em đã nghe và đã ủng hộ mình.